Những thông tin sẽ có trong VTV Chị Hiền số 1 ngày 1 tháng 10 năm 2023. Hà Nội mưa lớn, trường ngập, học sinh bơi trong sân. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giáo viên không gọi học sinh trả bài đầu giờ. Học văn chị Hiền tặng quà đầu năm cho học sinh. Hà Nội mưa lớn, trường ngập, học sinh bơi trong sân. Ngày 28 tháng 9, trời Hà Nội mưa lớn kéo dài, nhiều nơi nước không kịp thoát đã tràn vào hành lang, lớp học sân trường. Nhiều điểm trường ở Hà Nội ngập sâu trong nước nhiều giờ đồng hồ. Để ngăn nước tràn vào lớp học, thầy cô giáo trường tiểu học Phú Lương 2, quận Hà Đông, dùng các vật dụng như nệm, gối, chăn để ngăn dòng nước. Học sinh trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội bơi trong sân trường giữa mùa nước lũ. Dù sân trường ngập nước, nhưng các em học sinh trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, huyện Thường Tín vẫn vui vẻ cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Sau giờ tan trường, nhiều học sinh bị bõm lội nước trở về nhà. Đây là khung cảnh không còn xa lạ đối với Hà Nội mỗi lần mưa lớn. Nhưng có lẽ sau tất cả, thứ động lại trong các em không phải chỉ là những giọt nước mưa làm ướt áo ướt quần, mà còn là những ký ức đạp gió dễ sóng khó quên về thời áo trắng học trò. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giáo viên không gọi học sinh trả bài đầu giờ. Những ngày gần đây, thông tin yêu cầu không kiểm tra bài cũ theo kiểu bất chợt của giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị triển khai năm học mới tại quận 3 đã được dư luận vô cùng quan tâm. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cách thức kiểm tra đầu giờ bất chợt khiến các em học sinh sợ sệt và cảm thấy áp lực. Giáo viên có thể sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác như hỏi đáp, viết thực hành, thí nghiệm, thuyết trình. Thay vì kiểm tra theo cách truyền thống, nhà trường có thể thay bằng các cách thức nhẹ nhàng, sinh hoạt khác để bắt đầu tiết học một cách thú vị hơn. Học văn chị Yên tặng quà đầu năm cho học sinh Tuần vừa qua, Học văn chị Yên đã tới một số điểm trường tại cầu diễn để tặng những phần quà bổ ích đầu năm cho học sinh. Phần quà là cuốn tài liệu nghị luận xã hội dùng được cho tất cả các khối lớp. Học văn chị Yên mong rằng món quà sẽ giúp các em đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin VTV Chị Hiền số 1 ngày 1 tháng 10 năm 2023. Chúc quý vị và các bạn có một tối cuối tuần vui vẻ. Và đừng quên đồng hành cùng chương trình vào tối chủ nhật hàng tuần trên Youtube Học Văn Chị Hiền. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.